bài chính của môn sư phạm Phật pháp đề cập đến ba nguyên tắc giảng dạy Phật pháp. Thì trong mô hình giáo hội Phật giáo Việt Nam á, chúng ta có mặc định nhỏ giảng dạy Phật học ở các trường Phật học dành cho tăng ni thì gọi là dạy, giảng dạy Phật học cho các Phật tử tại các giảng đường thuộc các chùa thì gọi là giảng pháp. Như vậy khái niệm dạy pháp là trên trường Phật học và giảng pháp là ở tại giảng đường. Thì dù là ở trên lớp học hay là ở dưới giảng đường thì đối tượng nghe giảng pháp á, trở thành á, là nguồn cảm hứng và trách nhiệm cho tăng ni đầu tư soạn một bài giảng đạt yêu cầu cao, có nội dung và tính ứng dụng á, trong đời sống thực tiễn, nhằm giúp cho người học á, có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau của bản thân và góp phần á, xây dựng hạnh phúc cho cộng đồng. Thì ba nguyên tắc này đó thì bao gồm các nguyên tắc chung, rồi nguyên tắc thiết thực hiện tại và nguyên tắc trực quan hóa. Như vậy thì thiết thực hiện tại đó là giá trị cốt lõi, một trong sáu giá trị của chân lý Phật. Còn cái nguyên tắc chung và nguyên tắc thuyết pháp bằng trực quan đó, tức là chúng ta sử dụng các cái công cụ và phương pháp giáo dục hiện đại để giúp cho người nghe bài pháp thoại của chúng ta đó có thể hiểu thấu đáo được vấn đề. Phần 1, các nguyên tắc chung. Thì trước nhất là chúng ta tìm hiểu về nguyên tắc sống động. Không khí của một bài pháp thoại cần phải được sống động. Theo hai nghĩa, tức là nó tạo ra được cái không gian tương tác giữa người dạy với người học, và nó làm cho tất cả những người học không cảm giác buồn ngủ mặc dầu đang học vào giữa trưa. Thì cái điều kiện các phòng học của chúng ta đó, trong bối cảnh mùa hè rất là nóng, và nếu mà không có cái sự tương quan giữa người dạy và người học đó, chắc chắn đó là sinh viên dễ cảm giác buồn chán. Thì sống động nó gồm có hai ý. Thứ nhất là người dạy cũng phải động, người học thì phải ngồi tỉnh thì mới ghi chép được, nhưng mà người dạy cần phải có di chuyển, đi tới đi lui, rồi vận chuyển tay chân như là một cái hỗ trợ dấu hiệu ngôn ngữ, làm cho cái lời diễn đạt nó trở nên sống động hơn. Thứ hai là sống, tức là các nội dung được truyền dạy ở trong một cái bài giảng nói riêng, bài giảng nói chung, và trong các cái chương trình học về Hòa Pháp nói riêng đó, thì nó cần phải, tức là nó có cái giá trị sống, nghĩa là nó có cái tính, tức là đang diễn ra, nó đang sống. Và mỗi khi chúng ta đặt cái không gian sống đó vào trong từng một cái bài pháp thoại đó, thì người nghe chắc chắn là họ sẽ chạm đến trái tim của họ. Hôm qua thì tôi mới đi dự ngày trái đất 22 tháng 4 ở tại chùa Pháp Thân. Mặc dù chùa này tôi đã đến lần đầu vào năm 2008, thì nay chùa mở rộng hơn 3.500 hecta, và cái hội trường chính đó, thì có thiết kế hình chữ O, mỗi một cạnh là 1.000 mét, tạo ra một cái hội trường lớn nhất thế giới. Đó. Thấy là một cái rất là quy mô như thế này. Và chính giữa đó thì có một cái hình mặt trời đó, là cái nơi mà thờ Phật nha.
Nơi thờ Phật này đó gồm có 1 triệu tượng Phật, chỗ ngồi tầng 1 rồi tầng 2 gộp lại đó thì nó khoảng là 2 triệu người đó, làm lễ có một lúc. Và ngày hôm qua đó cũng như là mùa tháng 4 ở tại Thái Lan đó, thì chúng ta biết là nó nóng lắm, 40 độ C. Thì phái đoàn quốc tế thì có 500 người, nhưng mà được sắp xếp ở trong một cái hội trường lớn gấp 3 lần cái hội trường học viện của chúng ta, có máy lạnh. Thì cộng đồng quốc tế sẽ làm lễ dông dỏng. Còn cộng đồng Thái Lan gồm 10.000 nhà sư và mấy chục ngàn Phật tử đó, thì sinh hoạt ngoài cái không gian tôn và không có cái vách che, cho nên để cho gió được lưu thông. Và từ 9 giờ rưỡi sáng mà làm lễ cho đến 4 giờ chiều, trời nóng hừng hực 40 độ C, tất cả ngồi yên phăng phắc, không có di chuyển. Rồi có những lúc ngồi thiền, lúc rồi nghe đọc kinh lặp lại bằng tiếng Pali, rồi theo dõi cho đến hết chương trình, hoài cái giờ nghỉ trưa ăn cơm á, là từ 12 giờ đến 1 giờ rưỡi là nghỉ thôi. Thì như vậy là hai cái khóa lễ diễn ra cho cả 100.000 người tham dự với nhiệt độ 40 độ C và tất cả ngồi yên phân phát. Cái này thì Phật giáo Việt Nam chúng ta là không bao giờ tổ chức được như thế. Đó là chỉ là một ngôi chùa thôi. Vì cái tính kỷ luật của người Thái rất là tốt, còn tính kỷ luật của người Việt Nam mình tệ lắm. Ở bất cứ chỗ nào là tăng ni Phật tử gì cũng vậy. Về sắc Liên Hợp Quốc tôi đã làm 3 lần rồi, 2008, 2014, 2019. Các tình nguyện viên vậy đó là hợp thì sôm tụ dữ lắm. Và đến lúc mà lễ diễn ra đó là họ không giữ cái vị trí. Vị trí nào ta giữ vị trí đó, rồi họ đi để họ chụp hình ảnh khoe lên cho nó oách về thôi. Còn bám theo cái công việc thì không có bao nhiêu người. Tính kỷ luật đó thì tôi đi dự các cái tổ chức Phật giáo quốc tế thì phải nói là Việt Nam mình là một trong những nơi kém nhất, rất là kém. Tính ý thức và tự giác, tính kỷ luật vốn là yếu tố tạo ra sự thành công đó, thì hầu như chúng ta là thuộc ở cái hàng đầu bảng tự dưới điểm lên. Còn người Nhật Bản và Đài Loan là tính kỷ luật đó là số 1. Bây giờ quý vị xem một cái lễ mà Phật Đản tổ chức ở cái quảng trường lớn nhất ở tại Đài Bắc, cái 10.000 Phật tử và 4 tiếng đồng hồ đứng ở ngoài trời, rồi ngồi thiền với sàn đất thôi. Đó, giữ cái khí trời oi bức như thế mà quý vị thấy là ta không có xây đầu qua, không xây đầu lễ, không có đi tế, không có đi lui. Rất là đẳng cấp. Và Nhật Bản thì tôi có đi dự vài lần, có một lần vào 2009, 450.000 người mà ta cứ yên phân phát thôi, không có đi tới đi lui vậy đó. Và dạy hoặc là giảng Phật Pháp đó, dĩ nhiên là chúng ta cũng tránh tình trạng nhồi sọ. Nhồi sọ tức là mình chỉ áp đặt thôi, và người học chỉ có tiếp nhận một chiều. À, rồi hoặc là dạy một cách rất là đại khái qua lo chiếu lệ. Chúng ta phải tránh cái tình trạng học phẹt. Học phẹt là cái tình trạng rất là phổ biến, tức là học để mình đáp ứng cái kỳ thi, kỳ thi để đáp ứng cho cái bằng cấp, bằng cấp để đáp ứng để cho sau này mình làm cái gì đó, chứ không có học thật lòng. Mà không học thật lòng á, thì dù có nắm trong tay các bằng cấp về ra cũng không có làm đạo được, không làm đạo thành công được. Thì cái tình trạng này thì tôi thấy là tăng ni đó là tệ hơn Phật tử. Thì nói ra nó kỳ. Tinh thần mà tinh tấn cầu học á của người xuất gia ngày nay là kém hơn Phật tử. Phật tử ví dụ giờ giảng 4 tiếng mà người giảng chưa đứng dậy là họ vẫn còn ngồi. Cho phép họ hỏi bao nhiêu tiếng là họ sẽ tiếp tục họ hỏi. Các tăng ni bây giờ thủ động dữ lắm. Cho nên tránh tình trạng học đó là để đáp ứng cho cái bằng cấp, học chiếu lệ, học qua lo, học cho có, rồi học để giết chết thời gian. Rồi đồng thời chúng ta cũng phải tránh những cái tình trạng học để tham gia những cái tranh luận, hay hoặc là học để khoe bằng cấp. Rồi có rất nhiều người bằng cấp nhiều dữ lắm nhưng mà không làm gì hết trơn. Từ lúc có bằng cấp
tốt nghiệp về giảng kinh không, viết thuyết pháp không, viết sách không, dịch thuật không, mở khóa tu không, thì đi học để làm gì? Mình học có kiến thức, tốn rất là nhiều năm mà về không đóng góp gì hết. Ví dụ bác sĩ đào tạo ra mười mấy năm ở Mỹ, là đào tạo bác sĩ mười mấy năm, học ra xong rồi không làm gì hết thì bác sĩ đó trở thành là vô dụng. Cho nên chúng ta phải tránh cái tình trạng đó. Đó thì cái lớp học đó mới trở nên sống động được. Và yêu cầu cho một cái lớp học Phật pháp sống động đó, thì người dạy phải giúp cho người học đó nắm bắt được những cái hiểu biết nền tảng về giá trị trị liệu của Phật pháp, để theo đó đó làm cho họ có một cái niềm đam mê, đó là thôi thúc để dẫn đến sự khám phá. Mà nội hàm của khám phá đây đó là chân lý, đó là pháp. Và đồng thời đó, khám phá để trải nghiệm sâu thiền định, khám phá để thực tập thanh tịnh các cái giới luật của người xuất gia. Và đây là những yêu cầu rất quan trọng, hay là đòi hỏi đó, người học đó cần phải có được cái lý tưởng này. Mà nếu không có lý tưởng này đó thì người học nó sẽ rơi rụng rần rần. Ngoài cái việc mà khám phá các cái giá trị của chân lý thông qua một bài pháp thoại, thì người giảng dạy Phật pháp á, làm sao để giúp cho người học đó có được cái nỗi đam mê áp dụng Phật pháp, áp dụng Phật pháp. Thì như nãy tôi nói đó là bên Thái Lan hôm qua là khoảng 100.000 Phật tử, 40 độ C. Lễ chính từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ. Lễ chính thứ hai đó là từ 1 giờ rưỡi sáng, 1 giờ rưỡi trưa cho đến 4 giờ chiều. Đó là cái thời điểm nóng nhất, là lên tới 42 độ C. Mà cũng không có máy lạnh. Thế mà quý vị xem trực tiếp cái clip đó, tại yêu phân phát ngồi yên lặng cả hàng trăm ngàn người. Cái đó là cái niềm đam mê về Phật pháp của họ phải rất là lớn mới làm được như thế. Còn 10.000 nhà sư đến từ là mấy ngàn ngôi chùa khác nhau cũng ngồi yên phân phát cho đến lúc chương trình kết thúc. Rồi tối từ 6 giờ cho đến 8 giờ rưỡi đó là lễ Hoa Đăng, mấy trăm ngàn người cũng ngồi yên phân phát. Hay nhỏ, các yêu cầu trước khi dạy pháp thoại, pháp sư cần phải hiểu thấu đáo toàn bộ nội dung bài pháp thoại đó, bao gồm mà các ý chính, các ý phụ và cái kỹ năng ứng dụng các bài pháp thoại này trong đời sống thực tiễn. Bây giờ các tăng ni trẻ ra giảng Phật pháp mà nếu như không có nghiền ngẫm từ cái kinh nghiệm thực tập của mình để tạo ra giá trị ứng dụng thực tiễn đó, thì các Phật tử đó thì người ta sẽ cảm thấy ngán. Thì bây giờ trên mạng tài liệu tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt về Phật pháp nó quá phong phú, người ta có thể tự học được. Đó, cho nên mà nếu như mà giảng dạy mà không có giá trị ứng dụng đó, những cái mà phần lớn người ta không thể tìm thấy được ở trên mạng, thì lúc đó đó cái bài pháp thoại đó ở trong một cái giảng đường đó đó nó sẽ không còn sức thu hút được. Đó. Cái đó là cái yêu cầu rất là khó. Mà mới tốt nghiệp ra trường đi giảng dạy thì dĩ nhiên là cái kinh nghiệm ứng dụng hành trì của chúng ta không thể nào bằng các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư lão làng được. Cái kinh nghiệm nó đòi hỏi đến thời gian, và nó đòi hỏi đến những cái va chạm, tiếp xúc thực tiễn. À, người nào có cơ hội tham gia, tham dự các cái sự kiện khóa tu, rồi, sự kiện Phật sự nhiều đó, thì cái kinh nghiệm đó mới phong phú được. Pháp sư thì cần phải sử dụng các công cụ thông minh nhân tạo hiện đại để nghiên cứu tài liệu một cách bài bản. Thế bây giờ các Phật tử người ta có thể, người ta chat qua phần mềm chat GPT và
hàng ngàn phần mềm phát, là trả lời chỉ trong vòng có nhiêu 10 giây cho đến 20 giây thôi, bất cứ cái câu hỏi gì của chúng ta. Là nếu như trong cái thuật toán của nó đã có sẵn dữ liệu đó thì nó trả lời rất là chính xác. Chỉ có bây giờ á, là khi mình tìm kiếm về nhân vật thì cái ChatGPT về Phật giáo đó là vẫn còn kém thôi, trả lời nhân vật nó không chính xác. Khi mình hỏi nhân vật A nó nói nhân vật B. Còn nếu mà nói về lịch sử, kiến trúc, văn hóa, mỹ thuật các lĩnh vực thì ChatGPT và nhiều cái AI tương đương khác nó trả lời rất là chính xác. Cho nên nếu mà pháp sư không chịu tìm hiểu trước, nghiên cứu kỹ và ý lại là mình đã biết rồi, không cần phải soạn bài nữa đó, thì cái nội hàm và cái cơ hội đóng góp của chúng ta cho bài pháp thoại nó không đạt được chất lượng cao. Để cho một cái bài giảng đạt được yêu cầu đó, thì theo kinh nghiệm của tôi đó, quý vị nên soạn ở trong một trang A4 hay là mình thiết kế trong hai trang A5 và mình có thể đặt ở trước mặt, hoặc là in trên giấy, hoặc là mình có một cái iPad cỡ vừa hay là cỡ nhỏ, thì dữ liệu mình đưa vào trong cái thực tế đám mây thì dầu cho có mắc cái iPhone, iPad đó, thì mình vẫn có thể tiếp tục và tái sử dụng được từ cái iCloud của chúng ta đó. Như vậy là mình cứ học xong một bài nào mà thấy có tính ứng dụng là mình tra soạn trong vòng nửa tiếng, một tiếng gì đó cho nó xong cái bài đó, và để làm tài liệu là khi nào mà chỗ nào cần là chúng ta có thể giảng dạy được. Hoặc là mình phải lên kế hoạch mỗi tháng là mình phải giảng được một bài hoặc hai bài nhất định nào đó trong cái giai đoạn thực tập, rồi sau đó đó là mỗi tuần đó là phải soạn làm sao giảng được một bài. Cho nên là phải đưa ra một cái đề cương nó vừa có ý chính, ý phụ, rất là ngắn gọn, đầy đủ. Cứ mỗi một cái ý chính, ý phụ thì chúng ta cho một hàng thôi. Nên là để viết cái ý chính, ý phụ được nhanh đó, thì chúng ta nhớ sử dụng cái thực từ và hạn chế sử dụng là hư từ, ngoài trừ là cái số từ là phải ghi, tức là về cái số liệu mà đó, là phải ghi chính xác thôi. Như vậy cái thực từ thì nó gồm có danh từ, rồi động từ, rồi tính từ và trạng từ. Đó là bốn thực từ. Còn hư từ thì nó gồm có liên từ, giới từ, mạo từ. Mấy cái đó thì không cần phải ghi chú ra. Còn cái số từ thì là nằm ở trong cái nhóm hư từ nhưng mà được sử dụng. Ví dụ như nói là mỗi một cái ký, mỗi một cái pound thịt 450 gram được chế tác thì nó phóng vào trong bầu khí quyển là 280 ký khí carbonic, thì cái đó 280 đó là số từ. Nếu mà mình không đưa ra cái số liệu đó thì cái tính thuyết phục nó không cao. Cho nên ở ngoài danh từ, tính từ, động từ, trạng từ thì phải thêm cái số từ đó, thì chỉ cần lấy những cái ý chính đó làm sao gọn nhất có thể. Thì bây giờ cái quan trọng á là trong bộ nhớ của mình á, các cái dữ liệu đúng như Phật pháp đã có sẵn rồi. Thế bây giờ nó là một cái khung sườn để dắt mình thôi, nhìn vô là mình có thể tự diễn đạt được mà không cần phải học thuộc lòng. Tuyệt đối giảng pháp là không nên học thuộc lòng, ngoài trừ những cái đoạn trích dẫn trực tiếp từ kinh luật luận mà chúng ta cần minh họa mà mang tính thuyết phục cao thì chúng ta mới học thuộc lòng ra toàn. Tất cả còn lại chỉ là một cái khung sườn, thì chúng ta khỏi phải lạm dụng cái khả năng ký ức của bộ não. Về những cái ý chính và những cái đoạn văn mang tính cách gọi là tác dụng trị liệu cao, ứng dụng nhanh, thì các vị pháp sư cần phải thuộc lòng những đoạn quan trọng. Tức là khi mình soạn phần lớn chỉ là khung sườn thôi, còn những cái gì mà nó thuộc về điểm nhấn mà mình không thể nào ngay thời điểm đó mình nói ra được cái câu đó thì chúng ta phải soạn sẵn, lúc đó mình đọc ra đó. Thì cái câu viết sẵn đó, thường nó xúc tích hơn là cái câu văn đó, và cái sức truyền dẫn của nó cũng cao hơn nhiều. Và cái này nó sẽ làm cho mình tự tin hơn, lưu loát hơn.
Nên là các vị pháp sư mới bắt đầu ra thuyết giảng đó, thì cái dữ liệu thuộc Lào càng nhiều là càng tốt. Thì cái đó nó tạo cho mình cái nguồn, cái nguồn đầu vào. Ngoài ra thì các pháp sư cần phải đến trước cái địa điểm giảng á, vài chục phút hoặc là vài tiếng, thì ngồi tâm tình với thầy trụ trì hay là sư cô trụ trì để mình hiểu coi cái tình hình sinh hoạt Phật sự đó như thế nào. Thì trong cái bài giảng đó, chúng ta lấy các cái dữ liệu được cung cấp bởi trụ trì của ngôi chùa đó để minh họa cho bài pháp thoại đó, thì chắc chắn mọi người nghe người ta sẽ thấy là gì? Chờ, ông thầy này, sư cô này nó đi guốc ở trong ruột của tôi, là sẽ cảm thấy ấn tượng hơn. Và cái việc đó đang diễn ra chỗ đó, mình đem ra mình minh họa người ta sẽ nhớ hơn. Và cái đó, chính cái đó nó tạo ra là cái tính tự động, cái tính sống động. Bất cứ mình đi đâu đi mà có một người nước ngoài mà nói được tiếng Việt thì tự động ta có thiện cảm liền. Tương tự là mình đi một nước nào đó mà mình nói được tiếng bản địa ở nước đó thì người ta sẽ có thiện cảm với chúng ta liền đó. Thì cũng cùng mô thức này, mình đem những cái sự kiện đang diễn ra mà đó là những sự kiện có nội dung tích cực và giá trị minh họa trong bài giảng thì chắc chắn là chúng ta đắc nhân tâm. Mà muốn như vậy thì phải đến trước để mình khai thác dữ liệu, mình phải chủ động đặt câu hỏi, mà các câu hỏi đặt đó, nó càng gần với cái chủ đề pháp thoại chúng ta nhiều chừng nào thì quý vị sẽ có cái dữ liệu minh họa trong bài pháp thoại chừng đó. Trong giờ dạy học thì chúng ta chia ra nó có hai cái lớp pháp thoại, một cái lớp là trình độ cử nhân trở lên, thì tất cả các sinh viên đó đều đã học phương pháp nghiên cứu và cái phương pháp ghi chép rồi, thì mỗi người phải có cái kỹ năng ghi chép. Còn đối với những cái lớp học Phật tử bình dân đó, thì đôi lúc những ý chính chúng ta phải đọc cho họ chép. Những ý là quan trọng đó. Ví dụ một cái buổi học 2 tiết thì những ý chính đó chúng ta gom sẵn khoảng chừng là 2/3 một trang giấy A4 này. Phần đó chúng ta phải đọc để cho giúp cho họ đó có thể ghi chép được những ý quan trọng, chứ mà không nghe xong rồi quên hết rồi. Hiện nay thì trong các vị giảng sư lão làng đó, Hòa Thượng Minh Nhật ở chùa Huệ Nghiêm giảng dạy rất nhiều lớp tại thành phố Hồ Chí Minh, lớp nào cũng là 300-400 Phật tử mà học đều cả chục năm không rơi rớt. Thì cái chú Hòa Thượng vô là mỗi ngày là điểm danh nè, rồi trả bài nè, rồi học bài mới. Học bài mới thì Hòa Thượng đọc cho chép, giống như là học sinh cấp 1 vậy đó. Thế lúc đầu mình có cảm giác là cái phương pháp này nó có vẻ nó lạc hậu. Và bất cứ chỗ nào mà Hòa Thượng Minh Nhật tới giảng là cũng mấy trăm người không. Cái số mà đông đó là đã khó rồi, và giữ được cái lớp từ năm này qua năm nọ còn khó nữa. Thì khi nghiên cứu ra tôi thấy là cái căn bản là do nhiều Hòa Thượng đọc chép. Đây, cái mà chúng ta hiểu thì chưa chắc Phật tử đã hiểu. Rồi khi mà mình hiểu, mình diễn đạt ra lời nói, mình cứ nghĩ rằng là Phật tử cũng hiểu giống như chúng ta đang trình bày, thì rất nhiều người ta thấy đâu kịp, nhất là lớn tuổi đó. Cho nên phải đọc chép. Bài giảng pháp hội làm sao nó phải đạt được cái ba cái nội dung. Thứ nhất, dẫn chuyện, tức là phần dẫn nhập, thì tôi khuyên quý vị là đừng có luân khởi, tức là dài dòng vấn đề mà nội dung dẫn nhập nó không có liên hệ. Phần lớn là các tăng ni trẻ rơi vào tình trạng này, là viết một cái đoạn văn rất là hoa mỹ văn chương, nhưng mà vô cái tính thực tiễn đó nó không có. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao đi trực thể gọn nhất có thể phần dẫn nhập, để quý vị có thể kể một cái câu chuyện hoặc là ngụ ngôn Phật giáo, hoặc là chuyện ngắn Phật giáo, và một cái câu chuyện gì đó nó có nội dung Phật giáo, sau đó là mới đưa nó vào trong cái chủ đề chính, nó minh họa được cái gì đó để làm cho người nghe nó cảm thấy là nó rất là nhẹ nhàng dễ hiểu, đi vào cái nội dung sâu.
Cái câu chuyện nó làm cho ta rất là khó quên. Ví dụ như quý vị dạy về cái chủ đề về tri kiến thì quý vị có thể dẫn nhập bằng cách là kể cái câu chuyện năm người bù rờ voi. Cái câu chuyện đó mình kể trong vòng 2 phút xong, và sau đó mình dẫn vào cái chủ đề chính, đó là cái nhìn phiến diện. Mỗi một người mù tiếp xúc với một bộ phận nào đó thì cho con voi nó có hình thù của bộ phận đó. Họ nói không sai, nhưng mà không trúng. Không sai là vì cái tiếp xúc bằng cái kinh nghiệm thực tế của họ nó là như vậy. Cái sai đó là họ không tiếp xúc toàn thể con voi mà tiếp xúc chỉ một bộ phận con voi thôi. Và cái tác hại đó, đó là người nào bảo thủ vào cái chủ nghĩa kinh nghiệm của mình tiếp xúc qua từng bộ phận của con voi và cho rằng con voi là phần đó, thì họ sẽ không bao giờ tiếp thu cái mới. Giờ là góp ý chân thành, nó chỉ là phê phán, chỉ trích, không vào được. Và cái hậu quả cuối cùng đó, đó là bám chấp vào là nhận thức sai, sẽ làm cho con người không thể nào mở được trí tuệ để có được cái nhìn như thật về con người và mọi sự vật hiện tượng. Từ đó dễ dàng dẫn đến những cái hí luận, cái tranh chấp giữa mình và những người khác, vân vân. Thì như vậy là chúng ta dẫn cái câu chuyện vô thì bắt đầu mình làm cho người ta thấy hiểu rõ giữa một cái phiến diện với cái toàn diện là gì, là cái nhìn của Phật giáo phản ánh thế nào qua cái câu chuyện mùi rồi vào đó. Sau đó mình phân tích từng nội dung một. Phần 2, giải thích nội dung của câu chuyện được dẫn nhập thì bao gồm chúng ta nêu ra định nghĩa các khái niệm về học thuyết nếu có, và sau đó phân tích từng nội dung quan trọng của câu chuyện và biến từng cái nội dung đó nó trở thành những cái nội dung chính của chủ đề. Hoặc là mình đặt cái chủ đề trước, sau đó minh họa nó bằng một cái phần của cái câu chuyện vừa được kể dẫn nhập. Và ở phần này đó thì tôi khuyên đó, cứ mỗi một bài pháp thoại đó chúng ta có tối đa đó là 6 ý chính thôi, đừng có quá ôm đờm. Bây giờ mình đặt giả dụ bài pháp thoại có cái thời lượng đó là 60 phút, đó là 60 phút để chúng ta chia ra, đó là nó gồm có 6 ý. Mỗi ý đó, thì nó bằng là 10 phút. Thì 6 ý là chúng ta sẽ có được 60 phút. Thì cái công việc đó, đó là mình phải động não để phát họa ra cái ý chính của một bài pháp thoại đó, nó gồm có 6 và là tối thiểu là 4. Mà nếu là 3 đó thì mỗi ý chúng ta phải mất 20 phút. Mà người mà mới bắt đầu ra giảng pháp thoại thì cái dữ liệu vốn nó đâu có nhiều, mà cho nhiều cái số phút cho từng cái ý chính đó sẽ làm cho chúng ta tự gây khó mình. Cho nên mình phải làm sao nghĩ ra được 5 ý, 6 ý. Mỗi ý chúng mình đã 10 phút qua là chúng ta sẽ hoàn tất được một cái bài pháp thoại. Phần cuối cùng đó là phần ứng dụng, thì làm sao đó nó có cái bối cảnh, đó là cuộc sống thật, cuộc sống đời thường, hay là sát sườn cuộc sống, tức là nói ra những cái thứ mà ai người ta cũng biết, nó không phải là cái gì quá cao siêu, vì đó là đề thật mà. Đức Phật nói về những cái ẩn dụ rồi ngụ ngôn mang tính đề thật đó, rất là sâu sắc, chúng ta phải bắt chước gà. Thì cái đó nó gồm có các hình ảnh, các âm thanh, nó tạo ra cái sự hình dung rất là phong phú ở người nghe. Để từ đó, đó nó giúp cho người học Phật đó có thể áp dụng được trong đời sống thực tiễn. Ví dụ như mình dạy về cái bài ý nghĩa của chắp tay cho Phật tử tại gia, thì về hình thức đó, thì cái chắp tay nó giống như là một cái búp sen. Về biểu tượng đó, búp sen đó tượng trưng cho cái tiềm năng. Giá trị của búp sen là nở hoa sen là tượng trưng cho trí tuệ.
Và khi mà mình chắp tay để chào một người nào đó đó, thì mình đó là gửi một thông điệp, đó là chúc tụng cho người đó trở thành Phật tương lai. Nói theo ngôn ngữ thiền sư Khanh là búp sen tay tặng người một vị Phật tương lai. Đó là mình chúc tụng cái nội dung an lành đó. Hoặc là đơn giản theo tịnh độ tông, cái gặp nhau chắp tay cái nam mô với là Phật. Thì thay vì mình nói nam mô với là Phật thì mình đọc là nam mô Phật, kính lại Đức Phật. Còn A Di Đà Phật là một Đức Phật có danh từ riêng cụ thể ở thế giới phương Tây. Và khi mình nói là Nam Mô Phật là mình lại tất cả các Phật chung, ý nghĩa nó sẽ sâu hơn và nó không giới hạn ở trong tịnh độ tông, tông nào cũng có thể áp dụng được. Thì nếu như quý vị có cái năng lực Phật pháp tốt, thì sau một buổi pháp thoại vậy, chúng ta dành cho khoảng 10-15 phút chấn đáp. Dĩ nhiên rủi ro trong chấn đáp là có, cài bẫy trong chấn đáp cũng có được. Có cái đây mấy năm, cái đây cũng khoảng 5 năm, 4 năm vậy đó. Thì trong cái chương trình là chấn đáp hàng đêm của tôi tại chùa Giác Ngộ, thì cái nhóm thiền tông Tăng Diệu rất là ác ôn, chích một cái đoạn nguyên văn của Đức Pháp Chủ giảng. Thì sau họ nói là có một thầy nào đó giảng vậy. Thì mình cứ dựa vào nội dung Phật giáo là mình đánh giá thôi, để cứ mình góp ý. Thì sau đó đó họ mới ghép thành được video. Phần trên đó là nguyên cái video của Đức Pháp Chủ với cái nội dung mà họ đã chích ra, phần dưới là cái phản biện của tôi, thì làm cho người nghe có cảm giác là tôi chống Đức Pháp Chủ. Họ rất là ác, cái tâm địa đó, tâm địa là ác và bất chấp mọi thủ đoạn. Hiện nay nhóm này đang bị điều tra, và họ đang đi quá đà, tức là chống đối Phật giáo. Trước đây thì họ xem tôi là đối tượng để chống đối chính, sau này họ mở rộng cái phạm vi chống đối ra cả chục thượng tọa hòa thượng, trong đó có Đức Pháp Chủ, rồi có hòa thượng chủ tịch giáo hội và nhiều vị hòa thượng thượng tọa khác. Thì phần lớn thì tăng ni chúng ta đều hiền hòa, có lòng từ bi lớn, tha thứ bỏ qua cho họ, nhưng mà họ không biết dừng lại. Thì cái rủi ro ở nhóm này về vấn đề và luật pháp nó rất là cao, rất là cao. Cho nên cái vấn đáp nó có những cái rủi ro. Nếu như mình không phải là người có cái hiểu biết rộng sâu về Phật pháp, thì trong cái giai đoạn 5 năm đầu mới bắt đầu tốt nghiệp đi ra đi giảng dạy là đừng có vấn đáp. Lúc nào đó cái vốn Phật pháp chúng ta thật là vững, kinh nghiệm lão luyện xử lý tình huống, pháp thoại thật là vững vàng đó, thì chúng ta mới mở ra cái cơ hội cho vấn đáp. Vốn nhỏ sau khi dạy, kỳ vọng của quần chúng đối với pháp sư người giảng dạy chân lý của Đức Phật rất là cao. Có khi ta xem như là các bậc chân sư hay là thánh sống vậy. Cho nên nó giữa cái lời dạy mình và cái lối sống của mình mà nó có một cái mâu thuẫn với nhau, thì làm cho quần chúng nó mất niềm tin đối với bản thân của pháp sư đó và đối với tăng đoàn nói chung. Cho nên đó, người thuyết giảng phải sống chân lý Phật bằng kinh nghiệm tự thân như tấm gương gương mẫu, và người nghe chân lý Phật đó cũng phải nỗ lực thực tập để vượt qua những khó khăn. Thì có thể là hiện nay thì trên toàn quốc chúng ta đó, các chùa thì mới chú trọng giảng là giảng, chỉ có một thiểu số là gắn liền giảng với khóa tu thôi. Thì giảng mà gắn liền với khóa tu đó, cái sức thuyết phục nó sẽ cao hơn, cái sức lắng nghe và hành trì nó sẽ lớn hơn. Cái này nó có khác là các vị pháp sư phải làm gương về thân giáo. Mình kêu gọi người ta là tùy hiển công đức, tán như công đức, như là hạnh của Bồ Tát Phổ Huyền, mà tự thân mình không có khen ai hết trơn. Rồi khi phát biểu người nào đó là mình toàn là nói cái xấu không, thì làm sao mà quần chúng chạm được vào cái nội hàm Phật pháp cao siêu
để thực tập theo và lắng nghe lời khuyên chân thật của chúng ta. Cho nên phải nhớ cái đó. Cho nên cái gì mình giảng thì mình cố gắng mình sống với nó. Ví dụ như tôi đi, là không uống trà, không cà phê, không bia, không rượu, tôi mới mạnh dạn tôi nói chuyện đó. Gặp phòng trò xuất gia của tôi mới mạnh dạn tôi rầy. Nếu mà ai mới tu mà vẫn còn hút thuốc hay là uống trà thì mình mới góp ý. Mặc dầu trà, cà phê thì tốt thôi, dù chùa giấc ngộ thì không có khích lệ với cái này. Người ta nói là muốn phải sáng tác đó, hay đó thì phải có trà, cà phê để nó động não, nó thói quen, nó tạo ra tính điều kiện lệ thuộc. Còn bây giờ tôi cũng sáng tác, ngày nào tôi cũng sáng tác, không sáng tác thì dịch thuật. Đi nước ngoài tôi cũng mang đi, máy vi tính theo, làm việc ở trên máy bay, rồi về khách sạn cũng làm việc. Tôi có bỏ ngày nào đâu, mà tôi cũng uống trà, cà phê gì đâu, tôi cũng động não bình thường. Vì mình không có tạo nên điều kiện đó. Hoặc là đi thì đâu uống trà, cà phê, hiếm có người uống. Người ta cũng sáng tác được, vậy cần gì phải có trà, cà phê. Cho nên ai đã quen với cái tính điều kiện thì không có cái đó là chịu không nổi. Còn mình không có quen nó thì mình không có dứa kẹt vào nó. Đại khái thế. Sau khi giảng, nếu thận trọng á, thì chúng ta phan vội phổ biến cái bài giảng đó lên mạng mà hãy nghe lại. Thì từ năm 86 khi tôi học với Hòa Thượng Huệ Hưng, và lúc đó ngài là phó hiệu trưởng của trường của chúng ta và cũng là phó trưởng ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là tổng quản sự Tổ đình Đống Quan, thì chùa Giác Ngộ, Giác Sanh, Từ Nghiêm, Dược Sư, Đại Tùng Lâm, vân vân, là trực thuộc Tổ đình Đống Quan hết. Thì Hòa Thượng có nói một cái điều mà tôi nhớ hoài, đó là nói về Hòa Thượng Pháp Chủ bây giờ đấy. Thì thời đó thì ngài vẫn còn là thượng tọa thôi, là trưởng ban hoằng pháp của giáo hội Trung ương. Thì Hòa Thượng á, Pháp Chủ đó, là khi giảng ở đâu không có phát sóng trực tiếp, giảng về xong rồi đó ngài nghe lại, nếu có cần biên tập chỉnh sửa là cắt bỏ bớt gì cái đoạn không cần thiết, xong rồi mới phổ biến. Cho nên á, các cái rủi ro trong những bài pháp thoại đó gần như là không có. Đó thì các tăng ni mới đi giảng chúng ta cũng phải làm theo như thế. Nên mình chỉ trì hoãn cái thời gian phát sóng cái bài đó thôi. Đó. Còn lại thì phải xem thật kỹ. Hòa Thượng chân tính rất là kỹ lưỡng. Ở trên chùa Hồng Pháp bất cứ giảng sư nào, ngay cả như là tôi lão luyện như thế, giảng cũng không có để phát trực tiếp đâu. Giảng xong đó, có thể là 75 phút, 80 phút đó, cho một bài pháp thoại thì vô cắt lại còn đúng 60 phút. Cắt lại ngắn cũng là cái cách để coi lại, cắt xong rồi mới phát. Thì nhưng mà cái lực lượng đó làm nhanh, thế là nhiều khi là giảng buổi sáng là đến chiều tối là phát rồi. Có tu là 7 ngày đó, phát ở trong ngày nhưng mà phát lại. Thì cái đó nó cũng làm cho chúng ta là có thể chỉnh sửa lại cái bài pháp thoại của mình một cách chỉnh chu, an toàn về nội dung. Và đó cũng là cái cách mà chúng ta có trách nhiệm với người nghe. Phần 2, nguyên tắc thiết thực hiện tại. Thì tôi rất là nhấn mạnh đến nguyên tắc này. Về khái niệm thiết thực hiện tại thì chúng ta có thể xem đó như là tính thực tiễn. Đó là nguyên tắc 2 đó, đó là tính thực tiễn. Nghĩa là nó có thể áp dụng trong đời sống thật được, bao gồm á xã hội và thế giới tự nhiên, và chúng phải được gắn kết với sinh hoạt của con người. Cái này thực tiễn mới là phải diễn ra như thế. Ví dụ như là khi mình nói là về thì chánh niệm đi, gồm có thấy rõ được các vận hành đang diễn ra như chúng đang là, rồi không chạy theo nó để chấp dứt, không có khiên cưỡng nó, không có chống đối nó, chỉ giữ chánh niệm, thì tất cả những cái nội dung gì đó ngoài chánh niệm nó sẽ được nhận diện bản lẽ và vượt qua. Và cái này tôi thường đưa cái ấn dụ đó, giống như là giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc, mà không cần phải dùng vũ khí để tấn công bóng tối, để tiêu diệt bóng tối. Đó là cái ấn dụ dễ hiểu nhất. Do đó
khi pháp sư sử dụng những nội dung thời sự tức là những cái câu chuyện đang diễn ra, thì việc mà minh họa vào trong bài pháp thoại đó chắc chắn là người ta nghe, người ta thấm liền, người ta hiểu được liền. Nhưng mà tuy nhiên từ cái kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, thì cũng khuyên quý vị là vì đó là cái chuyện thời sự và không cần mình nhắc tên, mình chỉ cần nói mém mém là ta hiểu mình đang nói ai rồi, để tránh những cái rủi ro về pháp lý. Và hơn nữa trong cái thế giới mà thị phi này đó, thì bất cứ cái người đúng người sai gì cũng có người ủng hộ. Người ta giới nha, là lúc người sai, người tà, người ác, người quấy là lại được ủng hộ nhiều hơn đó. Nếu thế giới này tự do cho phép như thế thì người thiện ít được ủng hộ hơn người bất thiện. Đó là cái sự thật rất là đau lòng. Cho nên để tránh cái tình trạng chúng ta rước về các cái anti-fan, tức là những người chống đối mình, mà vốn là họ là fan cuồng, fan hâm mộ của một cái nhân vật nào đó mà mình đề cập đến, thì tự động thì chúng ta mất đi một cái lượng quần chúng. Thứ hai là mình sẽ vô tình đó, đối diện với các rắc rối, ta chửi bới mình, ta quyền rủ mình. Mà người Việt Nam mình đó có một cái bệnh đó, khi mà họ chửi rồi họ chửi kinh lắm. Nhất là những người mà tin là chết là hết á, hay là tội lỗi chỉ cần xưng tội là hết á, thì họ mà làm ác qua là chửi bới thì họ không có từ bất cứ cái gì hết trơn á. Họ làm với cái tốc độ cường độ lớn nhất. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao là không cần thiết phải nêu tên. Nếu người đó là người tốt thì chúng ta nêu tên ra để làm tấm gương. Còn nếu đó là một cái tấm gương xấu, không cần phải nêu tên, chỉ cần nói sự kiện và nói mém mém là người ta hiểu. Thiết thực hiện tại phải sát với yêu cầu thực tế, chạm được các vấn đề thực tế đang diễn ra. Trước đây tôi có một cái chương trình Phật giáo và cuộc sống để trả lời vấn đáp những vấn đề thời sự của đất nước. Tôi cũng làm được mấy chục chuyên đề, sau này tôi bận quá bỏ luôn. Và những vấn đề đó là những vấn đề gai góc của xã hội, những vấn đề rất là va chạm, là mình phải nghiên cứu rất là thấu đáo từ góc độ luật của Việt Nam hiện hành, rồi từ vấn đề Phật pháp ứng dụng, để chúng ta gợi ý ra những cái giải pháp nó vừa có tình có lý, có lý thì phải phù hợp với luật, có tình đó là nó tính thiết thực như thế nào để nó có lệ, vân vân. Ví dụ như là cái vụ mà dẹp sạch cái vỉa hè đường phố, trả lại vỉa hè đường phố cho người đi bộ đấy. Thì lúc đó thì ông phó chủ tịch ủy ban quận nhất cũng rất là mạnh mẽ, mà tìm một cái người mạnh mẽ như thế không phải là chuyện dễ. Nếu như mà không có ngăn cản ông để ông tiếp tục ông làm thì có lẽ là Sài Gòn bữa nay nó khác dữ lắm, và nó tạo ra một cái đồ đi mô, cái hiệu ứng domino cho một số tên là các báo chí là nhập cuộc rất là mạnh mẽ. Nhưng mà có điều là cái thái độ của ông này thì đôi lúc nó căng quá, và có một số là mình cũng quá gọi là máy móc, không có hiểu cái tình cái lý đó, cho nên đó mình không có phát huy được cái nền kinh tế vỉa hè. Chứ còn ở châu Âu hay là nước ngoài đó, cái kinh tế vỉa hè bán vào lúc mà 5 giờ chiều cho đến 11 giờ tối đó nha, là đóng thuế cho nhà nước biết bao nhiêu thứ. Vấn đề là mình phải quản lý được nó thôi, chứ không phải là cứ dẹp không đó, mà phải tận dụng cái vỉa hè đó tổ chức buôn bán và có đóng thuế, sắp xếp cái trật tự an toàn. Mấy quảng trường, mấy đường phố đi bộ ở tại châu Âu người ta đều là phục vụ cho kinh tế hết đó. Giờ ta không để trống rồi, do mình đi bộ cái đường không không làm gì hết. Chúng ta phải thấy cái xu thế của thế giới như thế nào. Rồi nếu mình làm ở Việt Nam thì vỉa hè cần phải nghiêm túc từ thời điểm nào đến thời điểm nào, còn thời điểm nào thì áp dụng cho kinh tế gọi là bữa chiều tối. Đó là nói là cái ví dụ tôi nêu ra những vấn đề nó rất là gai góc để hồi đáp lại những cái vấn đề xã hội đang diễn ra, có một cái người gọi là khởi xướng đó, vân vân. Đó, thì quý vị có thể lấy những cái câu chuyện trong thời sự, mình có thể ẩn tên người đó, nêm nó ra để mình
minh họa phân tích cho pháp thoại chắc chắn là rất thành công. Về thực tế đó, thì tìm hiểu tình hình thực tế đúng hay là sai, thực tế sẽ trả lời, thực tế không ai làm như vậy, hay là thực tế bắt buộc phải làm như vậy. Nó luôn luôn nó có hai cái chú tiếng, hai cái khuynh hướng đối lập nhau. Thì cái công việc của chúng ta là phải đứng về phía Phật pháp để tìm ra một cái lối đi, gợi ý cho những người mà ta đang tham gia vào cái đó, ít nhất là người ta có được một cái dữ liệu để tham khảo. Chứ mình rất là khó đặt định người ta phải đi làm theo mình. Nên là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chứ không phải là một cái đạo Phật quốc đạo như là ở Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia. Nhà sư nói là quần chúng nghe, nó không phải vậy. Thì cái cách mà chúng ta thuyết pháp ở nước xã hội chủ nghĩa nó khó hơn là ở các nước quốc đạo. Người chúng có thể chống lại chúng ta, và nhất là người Việt Nam mình sống ở Mỹ, châu Âu, mấy ông thầy, sư cô mà đó lớn mớ là ta chống luôn, ta không có từ bất cứ cái gì hết trơn. Ta nhân dân tự do, cái quyền tự do ngôn luận ta chống hết đó. Nên là phải làm sao gắn kết với thực tế. Những gì được nêu ra trong bài pháp thoại phải có cơ sở dữ liệu thật, nó gắn liền với cuộc sống, thì đảm bảo cái thôi thúc cho người nghe rất là cao và áp dụng nó cũng rất là lớn. Thì chúng ta phải nhớ được cái điều đó. Và cũng như vậy thì mình phải động não. Thế ví dụ giờ mình giảng về đề tài về vô ngã, ở trong kinh Vô Ngã Tướng, ngoài cái phân tích về các khái niệm thực tập vô ngã như là cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở của tôi, thì ứng dụng trong thực tiễn chúng ta ứng dụng như thế nào? Khiêm tốn, giản dị, chân thành, không chấp, không quan trọng quá, không cường điệu quá, và khép lại quá khứ, và không lấy mình làm bản lề. Thì những cái thái độ đó đó, nó làm cho chúng ta trở nên là dễ gần gũi, chân thành, giản dị, thậm chí là bình dân đó, nhưng mà không có làm cho mình mất đi giá trị. Bất cứ một bài pháp hội nào có chiều sâu quá, nó đều tạo nên tính lý thuyết. Và lý thuyết đó cần phải được hiểu trong sự tương quan hoặc là liên hệ của nó với cuộc sống. Ví dụ như quý vị nói về bố thí, nội tài chẳng hạn, thì nội tài đó là cái thuật ngữ ở trong văn học Bát Nhã Ba La Mật của Phật giáo Đại Thừa. Hiểu nôm na đó là tài sản của cơ thể sự sống này và các phủ tạng giác mô giác mạc ở trong đó. Thì thời Đức Phật cách đây hai mấy thế kỷ đó, việc mà mình nói là mình trao tặng cái tài sản sự sống này đó, phần lớn được hiểu là gì? Thứ nhất, giống như mình có thể mình cho cái thân này luôn cho một cái cơ quan nào đó, ta muốn sử dụng thì ta sử dụng, làm lao vụ chấp tác mô văn. Thứ hai, mình cho cái quyền tự do của mình cho họ để họ quản lý mình. Mình muốn họ muốn kêu cái gì mình làm theo cái đó. Ta khi ngữ nghĩa nó khác hoàn toàn. Bây giờ khi cái công nghệ lắp ghép mô tạng được thành cụ trên thế giới, thì bố thí nội tài được hiểu là gì? Hiếu mô tạng, hiếu giác mô giác mạc, để mang lại sự sống. Mà cái này đó thì Việt Nam chúng ta còn rất là kém, 100 triệu dân mà mới có 110.000 người đăng ký thôi. Còn cái số lượng sử dụng được thực tế là lại còn thấp nữa. Vì cái mô tạng chỉ được áp dụng ngay sau khi người đó chết, hoặc lúc đang chết não, tức là khoảng 1-2 ngày sau là chết thật diễn ra thôi. Cho nên chúng ta phải giải tỏa được cái tâm lý chấp mắc vào cái việc mà 8 tiếng sau khi chết không được rờ vào cái thi thể đó. Thì đó là tà thuyết, và gán vào miệng của Ngài Quyền Trang. Thì không có kinh nào dạy như thế, nhưng mà hiện nay đó, trong dân gian người ta đồn thổi như thế. Và chính cái niềm tin mê tín này đó, là một cái đà cản rất lớn, làm cho vấn đề hiến mô tạng rất khó được thực hiện trong cộng đồng Phật tử Tịnh Độ Tông. Ở tại Việt Nam là chiếm đại đa số. Đang khi cái giá trị của việc hiến mô tạng chỉ được diễn ra tối đa là 8 tiếng sau khi chết thôi. Trễ nữa cái sự sống của mô tạng nó không còn được nữa.
thì có cho đi nữa cũng vô ích. À, thay vì chúng ta thiêu ổn để cho hiến mô tạng xong rồi đó là thiêu sau, một hai ngày sau thiêu cũng được. À, tôi đăng ký hiến mô tạng hai lần rồi, lần gần đây nhất là năm 2010. Và tôi cũng làm di chúc và nói hết đệ tử xuất gia của tôi, khi mà tôi bác sĩ mà nói là không thể nào cứu được nữa là cứ cho đem hiến mô tạng tới bây giờ rẫy từ chùa Giác Ngộ tới chợ rẫy nó có nhiều cây số. Lấy mô tạng xong hết rồi, tổ chức tiến hành lễ đơn giản nhất, không cần hoa cảnh trang trí gì hết, để cái hòm đơn sơ lên cái giá kệ là xong. Đơn giản nhất có thể. Như vậy thì chúng ta gắn liền với đó. Đó, cái bài pháp thoại mà nó có tính thiết thực như thế thì chắc chắn người nghe nó sẽ chạm đến cái trái tim và họ dễ dàng ứng dụng. Tức là cố gắng làm sao có cái bối cảnh hiện thực đó 60%. Hai, cái nhìn như thật. Hòa thượng Juan Bola, tác giả của quyển Đức Phật dạy những gì, What the Buddha Taught, phát nguyện như sau: chính đạo Phật là thiết thực. Nhìn vào cuộc sống và thế giới, đạo Phật nhìn sự vật một cách như thật. Đạo Phật không lừa dối, không ru ngủ bạn vào cuộc sống thiên đường. Đạo Phật nói với bạn một cách chính xác là bạn là ai và thế giới xung quanh bạn là gì. Chỉ cho bạn con đường đi đến tự do, hoàn toàn an tịnh và hạnh phúc. Thì đây là đạo Phật của Thượng Tổ Bộ nhé, chứ không phải đạo Phật Tịnh Độ Tông. Đạo Phật Tịnh Độ Tông là chỉ cho thiên đường sau khi chết, đó là thế giới Cực Lạc Tây Phương, một hình thức vay mượn tôn giáo, giống như các tôn giáo nhất thần của phương Tây. Thực ra đó, các tôn giáo phương Tây này bắt nguồn từ châu Á. Do Thái giáo là một phần của châu Á, từ Trung Đông phải không? Do Thái là nằm ở Trung Đông, nhưng mà được đế chế La Mã sử dụng để mà quảng bá tôn giáo này trên toàn cầu, cho nên trở thành như là tôn giáo phương Tây. Chứ còn cái xuất phát điểm của nó đó vẫn là Trung Đông, tức là châu Á. Một cái đoạn khác hòa thượng nói như sau: nếu có người làm 10 ác hạnh, cái này là trong kinh Trung Bộ ha, rồi một quần chúng đông đảo đến cầu xin, khẩn cầu, chấp tay mong rằng người ấy sẽ được sanh về cõi lành hay là thiện giới, sự cầu khẩn như vậy là vô ích, vì người ấy làm 10 ác nghiệp sẽ bị rơi đọa vào trong địa ngục, như một người quăng một tảng đá vào trong hồ nước. Rồi một số đông đảo quần chúng đến cầu xin, cầu khẩn chấp tay rằng tảng đá ấy sẽ được nổi lên. Sự cầu khẩn này là vô ích, vì tảng đá với sức nặng của nó sẽ không nổi lên, không thể trôi vào bờ như lời cầu xin của quần chúng ấy. Thì trong Tăng Chi cũng lặp lại cái đoạn này. Ở đây Đức Phật đang nói về giá trị nhân quả, thì thiết thực đó, nó phải phản ánh được cái giá trị nhân quả. Không có can thiệp của bất cứ một nhân vật nào được gọi là toàn năng, toàn bi toàn trí, tức là thượng đế của tôn giáo, hay là Đức Phật toàn năng toàn bi toàn trí ở các tịnh độ của Tịnh Độ Tông. Đó là những cái phần đạo Phật phát triển về sau. Và đạo Phật như thế thì tôi tạm gọi đó là áo vào trong cái lớp kẹo. Đó là một cái lớp, đó là sô cô la, để nó tạo thêm cái hương vị hấp dẫn. Điều quan trọng là sau khi chết Phật tử rồi đó, thì chúng ta phải dẫn dắt quần chúng đó, đi theo chánh đạo, dựa vào nhân quả, không còn bị lệ thuộc vào là đạo Phật phương tiện nữa. Chứ còn nếu như mình giữ chư Phật tử ở cái niềm tin tín ngưỡng giống như các tôn giáo khác thì đạo Phật có khác gì tôn giáo đâu. Ba nhỏ, không lạm bàn về các vấn đề siêu hình. Thì trong tiếng Anh á, siêu hình nó gọi là metaphysics. Physics đó là vật lý. Vật lý là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được, sờ chạm được, chứ không phải chỉ đơn thuần là cảm nhận, là tâm. Meta là siêu việt,
À, như vậy là các vấn đề siêu hình đó nó thuộc về những vấn đề tư tưởng. Ví dụ như mình nói là niết bàn nè, an lạc nè, hạnh phúc nè, luân hồi, về bản chất nó đều là các vấn đề siêu hình đó. Như là đạo Phật đó, với triết lý cao, triết học hay là tu giáo học có rất nhiều vấn đề siêu hình. Thì chúng ta chia cái siêu hình đó làm hai. Một loại siêu hình mà nó không có giá trị thực tiễn, không mang lại an lạc hạnh phúc cho thực tập, thì cái đó gọi là cái siêu hình phi thực. Thì pháp sư phải hạn chế, thậm chí là không có chạm đến các vấn đề siêu hình phi thực này, thì đạo Phật mới trở thành là thiết thực được. Cái thứ hai đó là các cái loại siêu hình mang tính thực tập. Ví dụ như chúng ta nói là thiền chỉ, thiền quán, rồi an lạc tâm, làm chủ cái phản ứng cảm xúc, thái độ tâm tư nhận thức, thì tất cả những vấn đề này là vấn đề siêu hình hết á. Nên nó đâu thuộc về vật chất vật lý đâu, nhưng mà nó có khả năng thực tập, mà việc áp dụng đó đó sẽ dẫn đến loại bỏ được các nỗi khổ và niềm đau. Thì cái sự siêu hình này là chúng ta không thể không quan tâm, không thể không áp dụng. Chứ không phải cái nào nói là nghe nó siêu hình là chúng ta bỏ đi. Rồi có nhiều người cứ nói là la làng lên đó là đạo Phật là đạo mà tránh cái vấn đề siêu hình. Thực tế là tái sanh là luân hồi nè, là niết bàn nè, an lạc là khổ đau, là bất thiện là nhân quả nè, tất cả cái này nó gọi là vấn đề siêu hình hết á. Triết lý càng sâu là nó thuộc về vấn đề siêu hình. Thế giờ bỏ hết vấn đề đó rồi còn gì nữa đạo Phật. Như vậy đây chúng ta nói là tính thực tiễn là bỏ đi những vấn đề siêu hình phi thực. Thế còn các cái siêu hình về chiều sâu thì chúng ta phải giữ nha. Cho nên là để minh họa nó thì mình có thể dẫn trước cái câu chuyện mà lá trong tay và lá trên rừng Simsala đó nha. Thì lá trong tay đó là lá mà chúng ta có chọn lựa. Và cái lông bàn tay nó chứa được cái dung lượng nhất định, chứ không thể nào nó bằng được là lá của một cái cây. Huống hồ là trong rừng thì có hàng vạn cây. Thì từ cái tỷ lệ đó nó gợi chúng ta về cái tính thực tiễn. Đó là phải chọn lựa, chọn lọc rất là kỹ lưỡng và bài bản những nội dung gì cần thiết cung ứng cho Phật tử, và những nội dung gì mình biết không cần thiết phải cung cấp cho họ, để đạo tạo ra được cái tính thực tiễn cao. Bởi vì Đức Phật khẳng định rõ là ngày trước đây cũng như là hôm nay, cái việc mà tuyên giảng của Đức Phật đó chỉ tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất là giúp cho chúng ta nhận diện được cái mặt mũi của khổ đau là cái gì. Thứ hai đó là chỉ ra cho chúng ta về cái con đường để giải quyết nỗi khổ niềm đau. À, thì cái tính thực tiễn của đạo Phật phải được nhấn mạnh dưới góc độ đó. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến một cái bộ 14 câu hỏi. Không có trả lời. Không phải vì Đức Phật không biết, mà vì theo Đức Phật đó, việc trả lời các câu hỏi này đó, nó chỉ làm cho chúng ta mất thời gian thôi, không bao giờ mà thỏa mãn được cho người đặt câu hỏi. Và nó tạo ra những cái tranh luận không có kết thúc. Thì ở câu hỏi đó nó gồm thứ nhất là thế giới là hữu biên hay là vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, vừa chẳng hữu biên vừa chẳng vô biên, nói về thế giới. Cái thứ hai đó là nói về con người của chúng ta. Thân và tâm này là một, thân và tâm này là hai, thân và tâm này vừa là một vừa là hai, thân và tâm này chẳng phải là một chẳng phải là hai. Rồi cái dấu câu hỏi thứ ba đó, sau khi chết có tái sanh hay không, không có tái sanh, vừa có tái sanh vừa không có tái sanh, vừa chẳng có tái sanh vừa chẳng phải chẳng có tái sanh. Đó là 12 câu hỏi, gồm có 3 bộ câu hỏi. Rồi là hai câu hỏi cuối cùng là
sau khi Như Lai chết đó, Ngài sẽ tiếp tục tồn tại hay là không còn tồn tại nữa. Thì cái câu này thực tế đó là Đức Phật trả lời nó quá dễ. Chúng ta học theo Đức Phật trả lời cũng rất là dễ, nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên không nên trả lời, vì nó không có lợi gì. Mặc dù cái lợi ích của nó vẫn có nằm ở chỗ là gì? Giải tỏa được cái sự thiếu hiểu biết về bản chất của thế giới, bản chất của con người, về thân và tâm, về bản chất của việc tái sinh, bản chất của Như Lai sau khi chết. Tức là khi mình giải thích ra đó thì người nghe người ta rất là thoải mái, nó thỏa mãn được. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là nó sẽ tạo tiền đề gây tranh luận, và các cái tranh luận này nó không có kết thúc. Cho nên tốt nhất là giữ trạng thái im lặng. Đó là 14 câu hỏi ha, mà gọi là có câu hỏi siêu hình. Đức Phật mới kết luận rằng là Ngài không chấp các cái kiến thức trên, chúng là tà kiến, là kiến trù lâm, kiến quan du, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đối với khổ, có tàn hại, não hại, nhiệt não, không ướng lến, yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ và niết bàn. Như vậy chúng ta qua đó có thể gián tiếp á, suy ra rằng đó là nội hàm Phật pháp được Đức Phật giảng dạy cho cộng đồng á, nó phải là gì? Lìa khổ đau, đạt an lạc hạnh phúc ở kiếp này và những kiếp sau. Còn những cái nào mà nó không liên hệ đến nội dung đó là không cần thiết phải nói đến. Cái đó là cái chiều tuyệt đối của chủ nghĩa thiết thực hiện tại của Đức Phật. Ở một cái góc độ tự giác, tự kỷ luật và tự ý thức đó, thì Đức Phật dạy các đệ tử hãy tự mình thắp bút lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, không nương tựa vào cái gì khác. Thì ở đây chúng ta lưu ý cái chữ hòn đảo. Thì trong tiếng Pali đó là Dipa. Nó có hai nghĩa, nghĩa một là hòn đảo, thứ hai đó là ngọn đuốc. Cho nên một số dịch giả đó là hãy tự mình thắp đuốc lên bà đi. Hòn dịch giả khác là hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình. Thì nghĩa nào cũng được. Hòn đảo thì nó có một cái ẩn dụ, đó là sừng sững trước sự thách đố của sóng to gió lớn, nó không bị nhấn chìm. Và khi là sóng lên cao quá nó phủ trùm lên, sau đó rồi sóng nó trở thành nước biển tạt ra lại, đảo nó vẫn tiếp tục sừng sững. Còn cái ẩn dụ về cái đèn đó thì nó có tính năng soi sáng, mà soi sáng nó tự trưng trí tuệ. Thì bây giờ cái câu đó chúng ta phải nhớ như thế này nè, không có nghĩa là chúng ta không có đưa được vào tăng đoàn. Ở đây đó là yêu cầu chúng ta có tinh thần tự kỷ luật và tự tu trên hai nền tảng đó. Nếu hiểu đó là cái hòn đảo thì cái nền tảng một đó là Dhamma, là chân lý. Nền tảng hai là Vinaya, tức là giới luật hay là đạo đức. Và lấy hai cái này là hòn đảo, và lấy hai nội dung này đó làm là ngọn đuốc soi đường. Chúng ta phải nhớ nha, mục đích là để xoay chúng ta về cái sự đương tự đó. Bố nhỏ, tính đức từ của đạo Phật đề cao nhân bản. Nhân bản là một học thuyết mà con người được xem là trọng tâm. Thì các tôn giáo nhất tâm và đa thần đó, đã nô lệ hóa con người, làm cho con người đó mất đi tự do, lệ thuộc rất là nhiều thứ. Cái lệ thuộc ban đầu đó là tội tổ tông, người khác làm mà mình phải chịu, rất là vô lý. Mà đó là cái quyền tự do. Ví dụ giờ trên cái vườn địa đàng có trái cấm, có trái cấm mình ăn không được ăn thì đâu có tạm phạm tội gì đâu. Nhưng mà cái đó thì đối với một số tôn giáo thì sẽ là tội. Và nhồi sọ cái ý niệm tội đó để nó tạo ra cái mặc cảm tội lỗi ở những người không tạo ra cái tội lỗi đó.
Và khi mình mặc cảm tội lỗi là ông bà tổ tiên mình có tội, bây giờ mình phải rửa tội. Mà rửa tội thì mình phải nương vào Thượng Đế và Thần Linh. Như vậy thì con người bị trói buộc bởi sự thiếu biết và sợ hãi. Còn đạo Phật đó là lấy con người làm đối tượng để phụng sự. Cho nên Đức Phật mới dạy con đường, Ngài mới đưa ra ẩn dụ giống như một cái con đường dẫn tới cái tòa lâu đài đó. A đó là điểm xuất phát, B đó là tòa lâu đài, C đó là các con đường đó. Thì mục đích đó là đi đến con đường, để đi đến được cái tòa lâu đài. Và công việc của Đức Phật đó, đó là Ngài chỉ ra cái con đường an toàn. Mà không chỉ dừng lại đó, là Ngài cũng đích thân đi với chúng ta, dẫn dắt mình đi. Cái công việc của mình là làm thế nào để chúng ta đưa vào con đường được chỉ dẫn đó đó, để đạt được cái mục tiêu cuối cùng. Và mục tiêu đó là giác ngộ, tự do và giải thoát. Đó là tính nhân bản đúng nghĩa. Thì ở góc độ này thì đạo Phật nhấn mạnh rõ là con người sẽ trở thành Phật tương lai. Còn các tôn giáo khác á, thì về hưởng nhan Đức Chúa là hết rồi. Không bao giờ ngang bằng được với Chúa. Chúa là độc nhất, duy nhất, không có hiện tượng ngang bằng. Còn Phật á, không phải là cái tính tuyệt đối, mà là cái thành quả giác ngộ ai cũng có thể đạt được. Nó giống như học sinh, sinh viên có khả năng trở thành giảng viên, giáo sư. Thì giáo sư đó không phải là một cái chức nghiệp duy nhất dành cho người dạy, và các học trò không được như thế. Thế thì nhận thức rằng là mình thừa kế gia tài nghiệp không có mất đi thông qua các cái tiến trình tái sinh. Công việc của chúng ta đó là nhận thức rõ Đức Phật là chỉ đường, cho nên chúng ta phải tự đi chứ không thể là để Đức Phật đi giùm. Thì đó là những cái nội dung căn bản về cái tính thiết thực hiện tại của chân lý Phật. Đó là một trong sáu nội hàm quan trọng của chân lý Phật. Phần ba đó là nguyên tắc trực quan hóa. Về khái niệm và đối tượng áp dụng đó, thì pháp thoại được trình bày bằng những cái hình ảnh sống động. Có nghĩa là chúng ta phải vận dụng hai hoặc là nhiều giác quan khác nhau. Hai giác quan quan trọng đó là hai con mắt và hai lỗ tai. Đây gọi là thế giới thị giác và thính giác, tức là nghe nhìn. Và trên thực tế đó thì ngoài mắt và tai đó, chúng ta có thể tai chạm làm mũi ngửi nè, lưỡi nếm. Ví dụ sau này mà học về hóa học hay là vật lý học đó, mà có được những cái dụng cụ minh họa đó thì đảm bảo hấp dẫn. Ví dụ như là nói về cái tác hại tỉnh táo não của cà phê, thì lúc đó là chỉ cần bấm cái nút và có mùi cà phê đó tỏa ra ha, và mình nghe cái mùi cà phê cái hết buồn ngủ. Đó là mình để giúp cho ta chạm được bằng cái khứu giác. Còn khi mình nói về tác hại của bột ngọt đấy, cho một cái tô phở, hủ tiếu chai hay bánh canh, như là hủ tiếu là bún bò riêu nha, bún bò riêu chai, mà chỗ nào mà bỏ quá nhiều bột ngọt á thì ăn xong á nha, cái người mà nhại á sẽ làm có cảm giác là gì ở cái ngàm cổ của mình á, nó hốc hác dữ lắm. Đó là cái tác hại của bột ngọt, nó làm cho cái cảm giác hốc hác xảy ra. Vì vậy bằng các cái hình ảnh minh họa qua sáu giác quan, nhất là thị giác và tính giác, chúng ta sẽ giúp cho người học có hiểu rõ. Thì ngày nay người ta dạy học trò học ngôn ngữ thứ hai đó bằng hình ảnh. Ta chia ra các nhóm là hình ảnh về các con vật, gia súc, các loài động vật trong sở thú, rồi các động vật quý hiếm, rồi hình ảnh về các loại rau quả củ ngũ cốc hạt, rồi hình ảnh về các cái dụng cụ trong nhà. Nó có những cái từ điển hình ảnh đó, pictorial dictionary. Thì trẻ em nó học nó nhớ dai lắm, nhìn vô cái hình là nó nhớ. Rồi mình nói xong nó ngồi hình dung tưởng tượng cái máy đánh chữ là cái gì. Ra đề vào thế kỷ thứ 19 nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Đó là một cái phát minh rất là minh triết. Sau này nó ra đề cái máy laptop, desktop, rồi sau đó là từ cái desktop ra thành laptop, rồi cái iPad cũng có thể đánh máy được. Đó thì hai mấy năm trước ta khai tử cái máy đánh chữ luôn. Cái máy đánh chữ để làm gì nữa, lạc hậu.
đánh đau tim nó tạch 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 nó đau lắm, phải ấn xuống nó mới ăn. Rồi mỗi một trang phải có cái giấy carbon để nó ăn vô cái kia, rồi gạt qua gạt lại, đang khi cái phần mềm nó rất là thuận lợi. Trước khi lớp học này diễn ra thì tôi có phát biểu khai mạc cái lớp về vi tính trong phòng. Rồi do nãy thời gian không có nhiều nên tôi nói vắn tắt rồi. Năm 1994 tôi đi sang Ấn Độ học. Thì lúc đó bắt đầu mới làm quen với máy vi tính. Và tôi đi mua những cái quyển sách đó, nó gọi là hướng dẫn vi tính cho người bắt đầu. Thì Ấn Độ nó ra nhiều cái loại sách đó lắm. Ví dụ như là Microsoft Office for the Dummer, Dummer là người bắt đầu. Rồi mua thêm cái cuốn là MS Word for the Dummer, dân bản MS Word cho người bắt đầu, hoặc là Excel cho người bắt đầu, rồi là làm slide cho người bắt đầu. Cái gì nó cũng có những cái quyển sách đó, những sách đó không có lý thuyết nhiều. Thì mình muốn làm cái gì đó thì nó ra là lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh 4, lệnh 5. Mình chỉ cần coi và làm theo là làm được, không cần có người hướng dẫn. Tôi tự học vi tính bằng cách đó. Rồi đó là lắp ráp máy vi tính cho người bắt đầu. Tôi cũng học mấy tăng ni mà khóa 3 mà đi qua bển sau tôi 3 năm đó. Tới mà đi mua máy vi tính là tôi dẫn đi mua ra cái chợ Nehru. Chỗ đó là cái chợ vi tính lớn nhất châu Á. Để mua từng linh kiện một. Sau đó tôi về tôi tự ráp, rồi đạp cái hệ điều hành đầu tiên DOS, rồi sau đó hệ Windows, đạp Microsoft Office, rồi đạp các phần mềm này, phần mềm nọ, phần mềm đánh tiếng Việt, rồi phần mềm đánh tiếng Bali để mà đạp giùm, hướng dẫn cho một số tăng ni có nhu cầu. Thì tất cả nó đều bắt đầu tự học hết. Thì bây giờ mấy cái đó bây giờ thời này nó rất là phong phú so với 20-30 năm trước, là bây giờ nó làm cho cái gì đã qua trở nên rất là lạc hậu. Nhưng mà cái thế giới nghe nhìn bây giờ học á, minh họa rất là dễ, cho nên là chúng ta dạy Phật pháp cho Phật tử mình, nếu mình đầu tư thêm cái việc nghe nhìn này, các hình ảnh minh họa thì chắc chắn là rất ấn tượng. Thế giờ có một thầy hướng dẫn đồ chai, và lúc tôi làm cái tạp chí là Phật Ngày Nay đó, thì mỗi một số như vậy đều có 3 món thức ăn chay. Người ta cũng rất là thích đọc. Nhiều người ta muốn ăn chay mà ta đâu biết cách nấu, để là nguyên liệu như thế nào, cách thức chế tác, hướng dẫn cho ta là hình minh họa. Mình phải đi ra mình làm thiệt mới chụp cái hình đó để minh họa vô. Cứ bỏ một số, một tháng ra một lần là mình phải gọi là tổ chức nấu thiệt để minh họa. Còn bây giờ có ông thầy trẻ mới chuẩn bị tốt nghiệp cử vào Phật học thôi, mà cái lượng fan hâm mộ ông lên cái 1,2 triệu người rồi. Nhờ ông hướng dẫn đồ chai thôi, có gì đâu. Ông lên trên mạng làm cái clip cách làm đồ chai thế này, nó nói rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Thì cái lượng fan ta đi theo rất là đông. Vì vậy thì giảng mà Phật pháp mà có những cái hình ảnh minh họa đó là rất ấn tượng. Thường thời chân quan đó, sở dĩ mà ông trở thành giảng sư hot là bởi vì đó là bây giờ thì bớt là mấy chục năm trước á, thì mỗi một bài pháp thoại có thể là có minh họa hết, để cho một cái đội quay phim 7-8 máy đi minh họa, nghe từng câu chữ là lấy hình ảnh minh họa lắp ghép vào, rồi sau đó phụ đề tiếng Anh đó. Thế thì ta xem ta nhớ liền à. Còn giờ như tôi nói bằng ngôn từ không, người có học thức thì có thể hiểu, người không có học thức cao nghe nó nhức đầu, tự hình dung thì khó. Cho nên phải có hình ảnh minh họa. Nhất là giảng pháp cho trẻ em phải có trực quan hóa. Trực quan hóa có tác dụng đối với người lớn và mọi thành phần của xã hội. Hiện nay thì Chùa Giác Ngộ đang ra một cái loạt sách tranh Phật giáo, các lời thoại bắt chước cái mô hình các cái câu chuyện Nhật Bản đó. Tức là có nhân vật, nhân vật đó là thống nhất cái hình thù như vậy, cái màu sắc như vậy, ăn mặc như vậy, cái tên gọi như vậy, và nó chia ra nhiều tập. Và thấy phát hành rất là, người ta rất là thích, mà trẻ em mà đọc nó mê lắm. Thì cái bản này là cái bản thiếu rất là nghiêm trọng trong cộng đồng Phật giáo thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam. Thì hiện nay trên toàn quốc có hai chùa làm công việc này khá tốt, đó là chùa Hồng Pháp và chùa Giác Ngộ. Chùa Hồng Pháp thì gồm luôn cả các mạng chuyện trên Phật giáo và những cái chuyện không phải Phật giáo,
Miễn Ban Giáo Dục là chùa Pháp Quốc xuất bản. Còn Duy Giác Ngộ thì chỉ tập trung về Phật giáo thôi. Thì sắp tới thì cái mảng sách đó đó sẽ được dịch ra tiếng Anh để cho cộng đồng quốc tế đó có thể truy cập trên hệ thống Amazon hoặc là Alibaba, hoặc là các hệ thống bán sách trực tuyến. Nhu cầu của trực quan hóa là rất cần thiết. Như chúng ta biết là một trong sáu đặc điểm chân lý của Đức Phật đó là đến để mà thấy. Thấy đây nó thuộc về cái chức năng trực quan. Còn tin thì đông người trực quan, tin là nó thuộc về cái chiêm nghiệm ở trong đầu đó. Có không cần biết cái tin đó. À, cái người tuyên bố niềm tin đó sai thì người tin theo thì đi trật, nghĩa thôi. Cái giá trị chân lý nó rất là bấp bênh. Còn đến để mà thấy đó thì chúng ta được mời gọi dùng cái sự thông minh của trí óc để phán đoán. Và cho đến lúc nào mình thấy giá trị của cái điều được dạy đó là thiết thực, mang lại chúng ta những lợi ích, thì lúc đó mình mới tin theo. Cái tin của Đạo Phật được gọi là cái tin có lý trí, mặc dù nó vẫn gọi là sát đa thôi, niềm tin. Nhưng mà niềm tin đây là niềm tin có lý trí, nó khác với lại các cái niềm tin của các tôn giáo. Về bản chất thì Đạo Phật phù hợp với khoa học, mặc dù sẽ là sai nếu cho rằng là Đạo Phật là khoa học. Đạo Phật có yếu tố khoa học, điều đó không ai phủ định. Nhưng mà nếu chỉ có thuần túy là khoa học thì không đúng, vì Đạo Phật còn có thực hành, còn có giá trị trị liệu và nhiều yếu tố khác. Cho nên yếu tố khoa học là một phần rất quan trọng trong lời Phật dạy, chứ không phải là tất cả. Là do vì Đạo Phật phù hợp cho nên đó, người có trình độ cao sẽ thích tiếp xúc với Đạo Phật hơn là những người có trình độ bình dân. Cho nên bình dân thì tiếp xúc với tịnh độ tông, một hình thái của Đạo Phật đại thừa đi theo tín ngưỡng, có cái mô thức rất là giống với lại các tôn giáo đa thần và nhất thần. Nhưng mà giới tri thức thì ta không thích Đạo Phật tịnh độ tông, vì hứa hẹn về cái thiên đường thế giới cực lạc tây phương thôi. Đang khi cái giá trị thật của Đạo Phật là thiết thực hiện tại. Ngoài việc chia sẻ chân lý, mà nội dung của chân lý với các khái niệm rất là cao, đôi lúc khó hiểu, người nghe có thể bị quên mất hoặc là khó có thể nhớ hết để áp dụng được. Cho nên thuyết giảng bằng trực quan, tức là những cái hình ảnh minh họa, chắc chắn nó sẽ làm cho vấn đề nó trở nên rất là sinh động. Thế quý vị xem lại những cái bài giảng của thầy Sĩ Thành vào năm 2005 á, như ở tại chùa Vĩnh Nghiêm và một số chùa khác, thì thiền sư thường lấy ra một cái hộp quẹt ga, cái hộp quẹt diêm chứ, to hơn tới đây nè, tức là đặt mua riêng ở phương Tây. Hộp quẹt diêm ở Việt Nam như xíu vậy nè, còn hộp diêm của thầy Sĩ Thành nó dài là khoảng đâu một tắc hai, một cái que diêm rất là to. Đó là khi mà giảng về cái đề tài chết không phải là hết, rồi không nên sợ hãi về cái chết đó, thì thiền sư sẽ cầm ra một cái hộp quẹt diêm nha, rồi mời mọi người lên quan sát, sau đó là quẹt nó cho nó cháy, cháy mới đưa lên trên này cho mọi người nhìn thấy cái diêm nó cháy hết. Rồi ngài mới hỏi là giờ cái lửa nó đi về hướng nào. Thế này cái câu chuyện Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật đã dùng ẩn dụ đó rồi. Đó, Đức Phật nói là hướng chúng đi khó tìm, không tìm được hướng đi. Cái cảnh giới tái sinh con người đó là thuộc vào nghiệp quyết định nè. Mỗi người có một cái hệ nghiệp khác nhau, nó quyết định cái cảnh giới. Còn Ngài Negasena, là Ngài Na Tiên đó, thì đưa ra cái ẩn dụ một cái thân cây, dù có đứng cái nào thì nó cũng có độ nghiêng nhất định. Ví dụ như nghiêng một độ C đi, nghiêng về bên tay phải, nguyên cái cây xung xê như thế này. Bây giờ chúng ta dùng cái dụng cụ cắt ngang, chúng ta cắt ngang thì chắc chắn là cái cây nó sẽ ngã về phía nó bị nghiêng. Cái động tác ngã về phía nó bị nghiêng đó là để đi về cái giới tái sanh, lệ thuộc vào tổng thể nghiệp của người đó sống ở trong cả một kiếp người. Cái nghiệp nào quan trọng nhất nó sẽ chi phối cái đó. Thì như vậy thì những cái minh họa như thế này đó chắc chắn là người xem sẽ rất là ấn tượng. Cái ấn tượng bây giờ thì chúng ta có thể minh họa bằng video, nó mang tính chuyển động.
hơn là hình thôi. Hình đó nó là tỉnh, còn video đó là động. Mà càng có chuyển động thì người ta không quên, không quên được. Bây giờ xin hỏi quý vị, tôi trả lời giùm nha. Nếu quý vị đó là cầm một bé gái hay bé nam thì cũng vậy, thả tức là mình cầm hai tay như thế này nè, đặt các cháu nó xuống cái sàn nhà thì nó tỉnh bơ, đặt cái xuống đất là tỉnh bơ, nó ngồi bình thường thôi, hai chân nó sẽ chạm xuống đất. Nhưng mà nếu mình đặt cái cô bé, cậu bé đó xuống cái cỏ là hai cái chân nó co lại và gan, có đứa đó nó giãn thẳng lên thế này luôn, một chục đứa như một. Thì biết lý do tại sao không? Cái phản ứng trực quan. Tại vì nhiều cái chị em đó nó chưa từng thấy cỏ, trong nhà nó tiếp xúc với niệm, với giường, với sàn nhà. Bây giờ nó nhìn thấy cỏ, nó có cảm giác là những cái cây này sẽ châm vào cơ thể của nó, dẫn đến nó đau. Cho nên cái phản ứng gọi là sinh học tự nhiên của nó là gì? Khi cha mẹ hay là người vú em đó mà đặt nó xuống cỏ là hai cái chân nó co lại. Nhưng mà đặt nữa, mình làm chậm chậm thôi mình mới thấy được, nó co lại, sau đó giang ra để nó không chạm xuống đất, nó sợ đụng chảy máu. Vì nó chưa có biết, nó cũng chưa đụng, là đứa nào lần đầu tiên nha, còn về mà lần sau nó quen rồi thôi. Còn lần đầu tiên là cái phản ứng tự nhiên đó là như thế. Đó là phản ứng sợ hãi trước một cái hiện tượng mà nó chưa từng trải qua. Nó nghĩ rằng là có thể hại đến nó. Và hiện tượng nó trải qua là gì? Tiếp xúc với niệm, với giường, với ghế, với sàn nhà, đều là mặt phẳng hết. Bây giờ thấy cỏ nó lồi lên, nó lộn xuống, nó cảm giác là nhọn, chạm nó chảy máu, nó sợ từ đó nó rút chân. Trẻ em Tây, trẻ em Tàu, trẻ em Việt, là trẻ em Campuchia gì, giống nhau không có khác. Nó là một cái cộng nghiệp sợ hãi giống nhau của con người. Thì nói tóm lại, trực quan quá nó sẽ làm cho chúng ta nhớ dài và khó quên. Về các phương tiện trực quan quá đó, thì phương tiện truyền thống các thầy cô giáo người ta dùng là bảng viết nè, đó là mình viết lên trên bảng người ta dễ hình dung. Thì bây giờ nó có thêm cái bảng ghim, đó là cái bảng nó phải mềm, rồi những hình ảnh đó mình cần minh họa mình đưa lên lấy cái ghim, mình ghim vô. Rồi cái mà gần đây nhất người ta gọi là bảng lật, thì mỗi một cái trang đó, của bảng đó, là nó là bằng cái giấy A0, A0 đó thì lớn gấp đôi, đó là A1, A1 thì lớn gấp đôi A2, A2 thì lớn gấp đôi A3, A3 thì lớn gấp đôi A4, chứ là cái giới vậy đó, là A4 thì lớn gấp đôi A5, và đây là A0, đó. Thì bề ngang của nó khoảng chừng 8 tấc, chiều dài nó hơn thước mấy. Đó, thì những cái diễn giả mà ta quen về cái trang bản lật này đó, là viết ở trên đó, xong rồi ta lật qua cái trang mới, thay vì ta bôi cái này, ha, rồi nó dính bụi, bụi nó vô trong lỗ mũi. Thì sau này á, dạ nhiều quá có thể bị yếu phổi, thì ta viết bằng cái mực permanent marker màu xanh dương đậm, rồi cái hết một trang đó ta cho nó qua cái trang mới, rồi ta vẽ sơ đồ này nọ minh họa vân vân. Thì cái đó nó vẫn là gọi là giảng dạy bằng cái trực quan sinh động. Hiện nay thì chúng ta có thể trình chiếu bằng máy phóng ảnh. Máy phóng ảnh thì lệ thuộc vào cái độ phân giải, cái giá tiền nó lệ thuộc vào, như máy này cái độ phân giải nó kém, cho nên giữa trưa chúng ta thấy nó rất là mờ. Độ phân giải này nó mới có 1000 mấy thôi. Nếu mình mua cái máy mà độ phân giải 2000 mấy, 3000 mấy thì chúng ta thấy nó màn ảnh nó giống như phim màn ảnh LED vậy đó, cái chất lượng nó cao hơn. Đó, thì nó làm cho người ta xem nó thích. Hoặc là mình họa bằng các video clip, video nó có hình và có âm thanh, hoặc là những audio clip toàn là âm thanh thôi. Bây giờ thì nó có tác quyền, cho nên mình khi mình mở nhạc lên mà nó lỡ mà những bài nhạc có tác quyền đó, thì cái truyền trực tiếp của cái kênh mình nó bị khóa, có thể là xóa luôn, nó bị rủi ro. Cho nên là chúng ta phải dùng các cái AI để mình biến chế lại để nó không vi phạm tác quyền. Nếu mình có bị vạ trong một bài giảng, ngoài ra thì có những cái trực quan quá bằng thị giác, hay là mình dùng các cái vật dụng, các cái dụng cụ, các cái mẫu vật, các ba đô, các dáng,
các hình tượng, tranh ảnh, hình vẽ, biểu đồ, bản đồ, và nêu ra cho ta nhìn thấy cụ thể. Ví dụ giờ hướng dẫn ta niệm chuỗi thì phải cầm cái sâu chuỗi lên, điếm cho ta đây là 18 hạt, con số 18 là gồm có 3 con số 6 như thế nào đó. Rồi hai cái rau chuỗi này nó gồm có 7 hạt một bên, con số 7 là cái gì, rồi cho ta nhìn thấy, rồi mình giải thích thì ta rất là dễ hình dung. Nhưng mà nói mình không có minh họa gì hết là rất là khó. Nên là giờ các giảng đường chúng ta phải tạo ra cho nó sinh động bằng trực quan. Ngoài các cái mô hình trực quan hóa bằng video, hình ảnh, thì quý vị có thể trực quan hóa bằng audio, tức là âm thanh. Bây giờ các cái công cụ AI đó miễn phí cho phép chúng ta biến từ một cái văn bản text thành những văn bản audio, các giọng miền Nam, miền Trung, miền Bắc, giọng người nam, giọng người nữ, rất là đa dạng phong phú. Rồi trước đây như trường Giác Ngộ làm sách nói đó là phải mời cái nhóm phát thanh viên, họ làm việc 2 tiếng thì xài được 40 phút thôi vì đọc sai nữa. Rồi về cái một cái người phải ngồi nghe là biên tập lại, cắt bỏ mấy cái đoạn sai, ráp lại rồi dò lại, rất là cực để có được một cái giờ âm thanh. Thì mình phải đầu tư 4 giờ thực hiện ở trong cái phòng thu. Thì chùa Giác Ngộ có luôn cái phòng để phòng thu. Bây giờ thì thả vô phần mềm AI nó làm hết rồi, mình chỉ đưa văn bản thôi, đâu có sai trên thoại với tả gì, nó lọc chính xác. Chỉ có cái là cái nhắn nhá đó nó không bằng như con người. Người mình có thể là cái lúc chỗ này mình kéo dài, cái lúc mình dừng ngắn theo cái chủ định. Còn AI nó cứ làm điều điều, nhưng mà nhìn chung là nó đạt được 90%, và nó sẽ hay hơn rất nhiều lần so với những cái giọng đọc không có chuyên nghiệp. Như vậy là những cái bài nhạc nè, bao gồm nhạc thiền, nhạc đạo, vân vân, rồi những âm thanh và minh họa chúng ta đưa vào đây hết, sách nói, chuyện nói, rồi âm nhạc, minh họa rất là đa dạng và phong phú. Thì thường mấy cái bài giảng của tôi có bắt chước từ Sông Nhất Hạnh đó, có một cái loạt bài giảng là giảng các bản nhạc. Trước đây tôi giảng nhạc của người khác, sau này tôi giảng nhạc của tôi, giờ nhạc của tôi nó nhiều quá. Mỗi bài nhạc nó có 4 khổ thì mình đem ra mình phân tích đó. Thì cái đó nó không dễ cho hình dung. Như vậy là trước khi giảng thì mình sẽ mở cái bài nhạc đó lên cho ta nghe, rồi từ sau khi kết thúc cái điệp khúc của mình dừng lại, không cần phải cho nó hết một bài, không cần phải đảo lại đợt hai. Thì một bài đầy đủ đó là 4 phút rưỡi, thì cái bài mà không có trùng lắp lại đó thì nó còn lại là 3 phút rưỡi cho ta nghe. Sau đó mình mới phân tích từng câu từng đoạn. Thì là đợt đó tôi đi giảng ở chạy tù Phú Sơn 4, 5 bài giảng về vấn đề chuyển nghiệp thói quen đó, thì ma túy, trộm cắp, vân vân. Và chỗ đó là các cái phạm nhân ma túy đường dây quốc tế quốc gia Việt Nam cho 5,500 người. Thì tổng như thời gian tạo cho tôi cơ hội giảng 5 bài khác nhau đó, thì ta nghe rất là thích, mở nhạc lên rồi nghe, rồi sau đó phân tích cho các bài nhạc đó. Ví dụ như một đề người một đường cây kêu gọi cái sự dấn thân và đóng góp, hoặc là cái bài của Duy Mạnh nói về cái tình nghĩa anh em tan nát do bị nghiện ma túy đó, gia đình mất hạnh phúc đó. Cái bài đó mở lên nó rất là thấm, sau đó mình phân tích thì tự động người ta rất là dễ hình dung. Rồi cuối cùng đó là mình phối hợp giữa thị giác và thính giác. Thì thực tế đó thì các video đó đã bao gồm cả hai rồi. Như khi mình minh họa, có khi mình minh ảnh hình ảnh, có khi mình minh họa âm thanh. Hình ảnh nó tỉnh, âm thanh nó thuộc về động của lỗ tai. Mình phối hợp giữa hình ảnh và âm thanh để tạo ra một cái tình huống pháp thoại đó, người ta nghe rất là dễ nhớ. Thì các thầy, các sư cô chịu khó làm theo mô hình này thì chắc chắn là khi mình đi giảng ở đâu là thành công. Đó là nhất là cái giai đoạn đầu mới bắt đầu ra thuyết giảng đó, phải soạn thật là kỹ. Mình chỉ cần có 2-3 bài thành công rồi, sau này đó là nghe đến tên mình là ta đến rồi. Còn đó, những người ngại đó là ồ cái này tôi không có năng khiếu, tôi không giảng được, tôi không có năng khiếu đó, thì tự động mình đó là đóng mít cửa ngõ chia sẻ Phật pháp. Mà cái vai trò quan trọng nhất của một người tu đó là giảng dạy Phật pháp. Mình không có làm việc liệt báo thì lễ cho cộng đồng nó không được nhiều.
Thì cái bài này thì nói về ba cái nguyên tắc giảng dạy Phật pháp, quý vị có thể rút kinh nghiệm tham khảo và áp dụng.